Bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta mở ground ra. Hôm trước chúng ta có file admin đúng không? Quan để ý không? Hôm trước chúng ta có cái file admin. Sược là dashboard, category, các thứ đúng không nhỉ? Sau đó chúng ta hiện tại là vào sược admin này, vào trang dashboard. Đáng lẽ là phải ra cái này. Các bạn mở mở của mình ra đi. Mở cái trang của các bạn ra. Xem là có file admin này chưa? Row admin. Có rồi đúng không? Các bạn khác có chưa? Rồi, chưa. Check lại xem có chưa? Nếu chưa có thì các bạn check ở đây cho mình. Ctrl P gõ row service provider. Gõ row service provider và kích vào đấy. Kích vào. Xem có cái đoạn này chưa? Map API route, map web route, map API route nữa. Các bạn mở ra xem có chưa? Ai mà chưa có cái file admin này thì kiểm tra xem ở trong cái file route service provider này xem có cái đoạn zip trỏ đến map admin route chưa? Xem có chưa, nhìn cái gì, nhìn tôi được cái gì đâu. Nhìn trên đây này. Được chưa? Route service provider. Không nhờ? Mấy thằng đàm mình biết xong chưa? Có cái này chưa? Rồi ok. Nếu bạn nào có rồi di chuyển ngay lên trên cho tôi. Di chuyển lên trên của cái web API một web route. Di chuyển lên trên. Hả? Di chuyển cái map admin route ở phía trên của map web route. Di chuyển lên trên. Tí nữa giải thích cho các bạn xem logic vì sao phải di chuyển lên trên. Thằng Hải xem có cái này chưa? Từ từ, nếu không thêm thì đưa đây. Bạn có chưa? Bạn lấy cái code để đi.
Bây giờ tôi giải thích vì sao phải đưa cái thằng admin lên trên nhá. Giải thích vì sao phải đưa thằng admin lên trên này. Các bạn để ý này. Ở trong cái thằng web này nó đại diện cho map web đúng không? Nếu chúng ta để lên trên này, đúng không? Để trên thằng admin. Chúng ta xem này. Ở trong này tôi có một cái hàm là route get slug. Đúng không? Thì là tất cả các URL phía sau cái local host. Nó có 2.8000 này. Sửa bất kỳ cái gì ở trong này. Nó đưa trở thành cái slug hết, slug cái biến slug URL này hết đúng không? Cho nên kể cả cái sự admin nó cũng sẽ chạy vào trong này. Tức là nó hướng tất cả mọi thứ. Sau đó nó đưa về home controller hàm detail. Đúng nhá? Và sau đấy là tôi ở trong cái home controller hàm detail này tôi sẽ xử lý cái gì? Home controller hàm detail. Đây hàm detail, đây detail. Tôi kiểm tra xem có bài viết nào phù hợp với slug hay không. Thì chắc chắn là cái sự admin này không vào cái bài viết nào đúng không? Cái admin này không vào cái bài viết nào cả. Đúng chưa nhỉ? Cho nên là sẽ bật ra cái gì đấy? Đây, nó phát. Đúng chưa? Để giải quyết cái vấn đề này thì chúng ta rất đơn giản, chỉ là bảo cái website, bảo cái trình duyệt, bảo cái con server này, con web này nó quét cái admin này trước, sau đó mới quét đến cái file web phía sau. Thế thì sao? Bây giờ chúng ta vào thử lại file web nhé. Vào thử lại cái admin nhé. Thấy chưa? Đúng không? Thế là xong. Rồi, từ từ tắt đi nhá. Bình tĩnh, map admin route. Chúng ta kéo xuống cái phần map admin route để chúng ta mới có middleware là web. Đúng như nhỉ? Mới có middleware là web thôi. Cái middleware là web thì các bạn còn nhớ cái chắc các bạn chưa được học. Ok, các bạn thêm cho tôi cái này. Sửa cái này thì một cái mảng. Trong mảng này các bạn vệt lại chữ web và thêm cho tôi cái auth này vào. Cái này báo hiệu một điều là để vào được những cái URL viết ở trong cái trang admin này, cái phần admin này thì các bạn phải đăng nhập vào. Được chưa? Cái này gọi là cái middleware. Middleware là web và auth viết trong một cái array.
Thôi chết rồi, không mà dịch cắm rồi. Web và auth viết trong middleware. Thằng kia làm sao ấy? Không viết à? Thế luôn. Xong chưa các bạn ở dưới xong chưa? Bây giờ chúng ta vào thử nhá. Tèo chắc luôn. Tèo chắc luôn, bởi vì chúng ta không định nghĩa ra cái route nào tên là route login cả. Đúng nhá? Không định nghĩa bất kỳ một cái route nào có name là login. Thế thì nó chết là đúng rồi, nó đẩy ra sang login mà. Đúng nhỉ? Thế bây giờ cái việc chúng ta cần là gì? Tạo ra một cái route tên là login là xong. Đây web, tôi vào cái trang web này. Đơn giản như này thôi. Tôi viết ở đây. Comment vào login route, authenticate route. Route. Tôi viết ở đây là route 2.2.get CP login, control pane login. Thì tôi đẩy về là cái gì bây giờ ta? Đẩy về là auth sược login controller hàm login, đặt cho nó một cái name là login. Bởi vì tôi tận dụng cái login controller này. Bởi vì thằng login controller này nó có sẵn rồi. Nó các bạn tải cài Laravel nó có sẵn rồi, tôi tận dụng nó luôn, tôi đỡ phải tạo ra controller mới. Được chưa? Rồi. Bây giờ các bạn mở cái login controller ra. Có biết vì sao tôi viết cái ong này ở đây không? Bại được mày nữa. Thằng Đàm tát cho nó phát. Cái này không phải tên thư mục ngoài đâu nhá. Cái này nó chính là cái namespace. Được chưa? Nó chính là cái namespace bởi vì cái route, tất cả cái route của chúng ta nó có mặc định cái đoạn namespace này rồi. Được chưa? Bây giờ muốn truy cập vào một cái login controller nào hay là một cái controller nào đấy thì chúng ta phải thêm cái namespace còn lại, phần còn lại của cái namespace vào trong đấy là xong. Được chưa? Bây giờ các bạn mở cái login controller ra. Kéo xuống đây, chưa hề có cái hàm nào là cái hàm hàm login đúng không? Tạo thôi. Public function login. Đóng mở ngoặc. Thì ở trong này chúng ta chỉ đơn giản là return view tên là auth.login. Vậy thôi. Auth.login. Các bạn có cái view login chưa? Các bạn có cái view nào là auth.login chưa? Đâu, ở đâu vậy? Chưa có đúng không? Bây giờ chúng ta chưa làm đẹp nhé. Đẹp thì từ từ. Tôi làm xấu đó này. Resurf view chưa có đúng không? Tạo ra new folder auth. Tạo tiếp một file tên là login.blade.php. auth login.blade.php. Được chưa? Đây là sinh cái vào cái trang sược localhost sược CP login thì đơn giản nó trỏ ra một cái view thôi, nó chưa có cái gì cả. Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta làm gì? Làm gì? Viết gì? Viết một cái form. Đúng rồi. Viết một cái form ở đây thôi. Form action vứt đấy đã nhá. Action từ từ, method là post đúng không? Login chẳng ai để method là get cả. Không accept, accept gì cả. Form, trong này chúng ta có một cái div để div đi. Ở dưới này tôi để là một cái label. Label. Đây là email input text
input email chứ. Name bằng email. Value rỗng, placeholder là email. Xong duplicate cái này lên. Chúng ta có label là password. Type bằng password. Name cũng bằng password luôn. Placeholder là password. Và có một cái div cuối cùng là chứa mỗi cái button thôi. Button type bằng submit. Đây là login. Còn không cần phải làm đẹp đâu, chúng ta chưa động đến phần giao diện ở phần này cho nên là làm xấu tí cũng được, chẳng sao cả. Được chưa nhỉ? Cái giao diện này mà. Rồi. Sang CP login đúng không? Đây giao diện của chúng ta đúng không? Được chưa? Bây giờ chúng ta cần phải một cái đã có giao diện rồi, bây giờ chúng ta cần phải chỗ để submit cái thông tin này lên. Đố các bạn đã submit được chưa? Submit được chưa? Thiếu cái gì? Đúng rồi. Bởi vì các bạn lưu ý này, bởi vì ở trong cái map admin round là chúng ta có cái middleware là web. Trong cái map web nó có cái CSRF token. Cho nên là chúng ta ở trong cái phần login này, chúng ta phải thêm một cái đoạn ở đây là CSRF gạch dưới field, đóng một ngoặc vào thì mới submit được cái form này lên. Được chưa? Rồi, bây giờ vào web chúng ta có ground 2.2.post là cp trừ login thì chúng ta sẽ đẩy về cái auth sược login controller hàm post login không có tên, con này không cần đặt tên. Bởi vì hai cái URL nó giống nhau, một cái là get, một cái là post khác nhau vậy thôi. Cho nên chúng ta có thể tận dụng được cái URL này, cái name này. Được chưa? Rồi bây giờ copy cho tôi cái name ở đây. Copy cho cái name ở đây và vứt ra ngoài này. Round login method post. Thế là xong. Xong chưa nhỉ? Xong chưa? Xong ở trong login controller này chúng ta lại có một hàm nữa là public function là post login đóng mở ngoặc nhận cái request
request, biến là request. Ở trong này chúng ta sẽ dd ra cái request trở đến email xem là có lấy được không. Không nhá, test cái nhá, xong như ngà, xong rồi xong lắc đầu. Xong chưa? Test cái nhá. Ra ngoài này reload trang này, đây là thiện th32a@gmail này, login lên. Lỗi bố rồi. Auth request, các bạn có bị lỗi này không? Có đúng không? Thế chứng tỏ là ở do chúng ta chưa có cái lớp request này để xài, cho nên nó sẽ lấy cùng với cái namespace ở đây để nó xài. Thì chúng ta sẽ làm như sau để sửa cái lỗi này. Vào API copy cái illuminate illuminate http request để nó có cái lớp request. Cái lớp này là lớp giúp lấy thông tin từ cái form gửi lên trên. Nếu bạn nào chịu khó gõ được thì nên gõ. Các bạn có thể vào cái API ấy, api.php ở trong route ấy, copy cái illuminate http request ra để xài. Được chưa? Rồi, bây giờ test lại, reload trang. Ra email rồi đúng không? Bây giờ kiểm tra password. Trỏ đến password. Reload tiếp. Admin. Xong, đây là lấy thông tin của user và user email và password rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc đăng nhập thôi đúng không? Nhưng từ từ đã. Cái form này, back lại cái form này, chúng ta để ý xem nếu bây giờ chúng ta không điền email, không điền password, nó có gửi lên không? Có đúng nhá, không gửi cái gì lên nó cũng nhận. Đây, bỏ đi, bỏ password đi cũng nhận. Thế này là không được nhá. Sau này nếu các bạn mà nào mà rơi tình huống này là ăn đập đấy, là người ta chửi vào mặt cho ấy. Không được. Nếu mà các bạn để cho website của các bạn được phép submit một cái form, ví dụ như form đơn giản như là form login, mà người ta không điền gì cũng submit được, thế là không được, thế là sai rồi. Được chưa? Thế là bây giờ chúng ta phải làm nào? Chúng ta phải làm như sau. Các bạn có nghe cái từ validate bao giờ? Hả? Validate nghĩa là gì? Đúng rồi, kiểm tra dữ liệu gửi lên xem có hợp lệ hay không. Đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta phải làm validate cho cái dữ liệu, những cái dữ liệu người ta gửi lên. Thì với Laravel.com chúng ta có cái là validate. Đây, validation. Kích vào. Validation. Ở trong Laravel có rất nhiều cách validation một dữ liệu gửi từ form lên. Chúng ta có ít nhất là 3 cách. Nhưng mà tôi sẽ dạy cho các bạn cách đầu tiên là sử dụng
cái request để validate dữ liệu trước khi nó chạy vào trong controller thì sẽ như sau. Chúng ta mở cái CMD lên, tạo một cái tab mới, tạo một cái tab mới, gõ theo tôi PHP artisan make request cách login request. Được chưa? Xong chưa? Enter xuống. Request created successful. Cái ý nghĩa là gì? Nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái lớp ở trong cái HTTP này này. Tạo một cái lớp mới ở trong cái thư mục request, đó tên là login request. Mở ra xem có. Có. Hay phải xem lại cái này. Theo có không? Bà viết sai, mở lại cái code ở trong login. Cái này là hàm cơ mà. Có hiểu hàm mà biết như nào không? Biết thì đúng rồi. Làm sao để chuyển cái này thành hàm? Xếp xuống. Như người giỏi. Vào login như thế nào? Vào sự admin thì sao nó có đẩy trực trang login không? Đã chưa? Cái ấy là cái gì? Bảo con em chưa? Mở cái giao diện nó sẽ nào, mở giao diện có mình nó sẽ nào. Cốt, trời ơi. Tôi mệt cái mặt quá. Sao ở bên nào là tôi phải biết giao diện có mình. Hôm trước nào vừa cái này vừa mới làm xong. Hôm trước hôm sau thì đấy. Name email, name password và login đúng rồi. Thực hiện lại cái login được coi nào. Viết vào. Đúng rồi, để thế đúng rồi. SC. Viết vào đây. Viết bừa cái gì vào cũng được. Cái gì đấy? Đúng rồi rồi. Ăn divide method. Cái này là đơn sử dụng cho các bạn đọc này. Cái này là đọc này. Web cho PHP. Lấy lại. Mà làm cái gì đây? Đâu?
biết 1 trên 1 con cho 1 cái project thôi, cơ bản là toàn kiểu là tống các project vào đấy. Thì đây là cái con sơ kỳ. Cái này là cái gì hả? Ở văn phim. Phải có biết cái bản này biết ở đâu không? Ở đâu? Ở đâu? Ở web chuẩn bị tê, ở cái chỗ bị kia là cloud này. Cosmology đấy. Viết vào submit lên. Định dạng email là như nào? Nghe chưa? Làm nó nhá, rồi tí tôi giải thích cái request nó hoạt động như nào. Login request này, các bạn mở cái file login request này ra, chúng ta sẽ làm việc với nó. Ở đây authorize chúng ta chuyển sang true. À cái này là phone chứ nhỉ? True phone nhỉ? Phone. Các bạn cứ để là phone cho tôi nhá, xin lỗi các bạn, để là phone nhá. Tiếp theo là cái rule này. Chúng ta để cái rule ở dưới này cho tôi. Rule dịch trong tiếng Việt nghĩa là gì? Luật lệ đúng không? Đúng không? Bây giờ chúng ta để ý này. Ở trong cái form của chúng ta có hai field. Một field có name là gì? Email. Một field có tên là gì? Password đúng không? Bây giờ để ý này. Email trỏ đến require. Email trỏ đến require. Đấy chưa? Require nghĩa là gì? Yêu cầu. Đúng chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta coi. Mỗi cái này thôi dừng lại đây đã. Tạm thời dừng lại đây đã. Tiếp theo này. Copy cái login request. Copy cho tôi cái login request này. Được chưa? Vào đây. Vào trong cái login controller ấy. Use app sược http sược request sược login request. Là khai báo để được phép dùng cái login request này ở trong cái file controller. Xong chưa? À cái request này thiếu chữ SC, tí chết. Đây nó chính là cái này. App HTTP request login request. Được chưa? Được chưa? Rồi. Bây giờ xuống cái hàm post login này, paste cái này xuống đây, thay cho cái biến request à, cho thay cho cái lớp request kia là xong. À, sửa cái này thành email. Request trở đến email. Được chưa? Sửa đi đã, tí tôi giải thích vì sao chúng ta lại phải sửa như thế này. Được chưa nhỉ? Rồi test cái nhá. Mở web ra. Vào trang login đi. Trong trường hợp tôi không điền cái gì vào đây. Không điền cái gì vào email thôi. Còn password có hay không không quan trọng. Được chưa? Nhìn này. Login này. Ôi giời ơi. This action is unauthorized. Chờ một tí. Cái này các bạn phải sửa thành true. Xin lỗi tí. Return true. Lốt lên này. Thấy gì? Có đi được không? Không viết gì vào đây. Login lên. Không đi được đâu đúng không?
đây bật ngược lại cái màn hình này, chính xác không? Bây giờ nếu mà có này, bấm login này, ra này, được chưa? Lại vào lại này, xóa này. Khi nó không có, bấm vào đây, lại về cái trang này, đúng không? Nhưng mà nếu mà nó có, bấm vào đây, hiển thị ra. Thì ý nghĩa của nó là gì? Ý nghĩa của đoạn vừa rồi như nào? Tôi giải thích cho các bạn. Chúng ta có cái form, đúng không? Chúng ta submit cái form này lên. Submit cái form này lên thì nó sẽ vào đâu? Vào RAM, đúng không? RAM này sẽ đẩy về một cái controller. Và controller sẽ trỏ về trong cái action để xử lý. Chính xác không? Đây đúng là các bước, các cái step, step by step của cái một cái vòng đời của request, đúng chưa? Cụ thể là request login này. Và ở trong cái action này tôi tiến hành là dd ra cái gì đấy, đúng chưa? Nhưng mà ở trong cái action này, ở trong cái action này các bạn để ý nha, nó có cái gì đấy? Nó có cái, nó có cái phần là login controller, đúng không? Login controller, login request, được chưa? Thì khai báo như này là tất cả dữ liệu gửi lên nó phải thuộc lớp, thuộc về cái lớp là login request này. Nó ép sang cái kiểu này, sau đó nó mới chạy vào trong này, đúng chưa? Thì chúng ta ở trong cái login request này nó tương đương với việc là trước khi vào action này phải chạy qua cái lớp là lớp login request, đúng chưa? Và trong cái lớp login request này chúng ta có một cái là hàm, là hàm root. Hàm root trong này nó sẽ return. Hàm root này nó sẽ return cái gì? Nó return ra cái email trở đến request. Tức là nó bắt cái gì? Cái field, cái input có name, nó định, name là email ấy. Email ấy phải require. Require tức là phải có dữ liệu ở trong đấy, đúng không? Nếu có dữ liệu thì pass qua và nó tiếp tục chạy vào đây. Còn nếu cái thằng này không có dữ liệu, tức là vi phạm vào cái việc định nghĩa do require cho nó, thì nó sẽ đẩy nó sẽ đẩy ngược về cái form lúc các bạn submit lên, được chưa? Đây là cái logic của cái thằng request này, login request này, hay cụ thể là cái lớp custom request này. Và chúng ta tiến hành validate thông tin ở trong đấy, được chưa nhỉ? Bây giờ nếu mà muốn hiển thị cái lỗi này cụ thể như thế nào, chúng ta làm nào? Có hiểu các bạn không? Đây bước 1 này, đây bước 1, từ cái này sang cái này là bước 2. Bước 2 từ đây vào đây là bước 3. 3 nhưng mà 3 là vào cái login, vào cái login request, vào cái hàm root là bước 3. Bước 3 đến nếu mà không thỏa mãn cái việc cái hàm root này thì đẩy về đây là bước 3.5. Nhưng mà nếu mà thỏa mãn cái việc cái root này thì đẩy vào đây thì nó sẽ thành là bước 4. Và bước 4 xử lý cái gì đấy? Bước 5. Được chưa? Cái bước thông qua cái login request này nó là bước trung gian trước khi vào cái action nằm trong controller. Được chưa nhỉ? Bây giờ tôi sẽ dứt ra cái message cho các bạn hiển thị lỗi ở đâu đấy cho các bạn xem. Hiển thị lỗi thường người ta hiển thị ở trong ở cái màn hình form, đúng không? Chúng ta sẽ có như sau. Login blade này. Lỗi cho thằng này, đúng không? Vừa rồi lỗi cho thằng này, đúng không? Chúng ta hiển thị như này. If a cộng if này. A cộng if này. À, cao, hàm cao của cái biến error SC. Được chưa? Lớn hơn 0. Lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ, ở đây chúng ta có một cái hàm là hàm hàm span. À, có một cái thẻ span. Tôi viết bừa một cái style color red vào đây. Ở đây chúng tôi sẽ hiển thị ra là biến error trở đến first
của cái name, à của cái email, xin lỗi các bạn, email. Tức là hiển thị ra lỗi đầu tiên bắt được của thằng email. Cái biến error này là biến có sẵn. Các bạn nhớ nha, cái biến error này là biến có sẵn ở trong Blade View, ở trong Laravel. Nó có sẵn ở đấy, chúng ta không cần phải tạo mới ra. Được chưa? Không nhỉ? Xếp xuống, test cái. Rồi, nó không điền gì vào đây. Click vào. The email field is required. Nếu mà điền vào đây, vẫn lên như bình thường. Đúng chưa? Các bạn test xem có được không? Ra chưa? Mày ngồi mày dài cổ ra cái gì? Được chưa? Cái việc chúng ta vừa làm là validate một field bằng code tag em. Giỏi quá. Đây có gì vậy này? Vào login. Thank you.
Bài trước nghỉ không học lên cô ạ. Đúng không? Sao? Không có thì thank you.
nghỉ một hôm mà không về, không xem video, không update thì các bạn không bao giờ theo được. Bây giờ mỗi một bài nó là một cái lượng kiến thức rất là lớn. Đấy hả? Được, từ từ đã. Đây thay đổi thôi nhá. Nếu trong trường hợp các bạn muốn thay đổi cái message hiển thị ra ngoài á, tôi thay đổi cho các bạn coi này. Public, tí tôi chỉ ở cái chỗ mà để đọc. Để thay đổi là như nào? Function message. Nhớ nhá, message SC nhá. Chứ thằng ngu tiếng Anh như thằng Văn này thì thôi, tôi cũng nghi ngờ nó không nói là nó sai. Return một cái mảng. Return một cái mảng này. Trong này là email.require. Ở đây nó trỏ sang là vui lòng điền email chẳng hạn. Đây, email.require. Được chưa? Vui lòng điền email. Được chưa? Đã chưa? Giờ thích sửa gì thì sửa. Không nhá. Sao cô mần thì mần lâu thế? Nếu mà cứ chờ đợi này thì cả lớp là người thiệt thôi, nhưng con tôi có thiệt gì đâu. Cố gắng cốt nhanh lên. Xong chưa? Rồi, test. Xóa trắng cái này đi. Login lên. Xong chưa? Thích viết cái gì thì viết nhá. Tất nhiên nếu các bạn không viết gì thì nó sẽ ra cái tiếng Anh như lúc nãy. Có ai bị lỗi không? Rồi, ok. Tiếp theo này. Quay trở lại với cái rule này. Cái rule này mới là cái khó này. Bây giờ làm sao để tôi biết là cái email trỏ đến require nó bắt viết vào? Thì chúng ta phải có cái quy định này ở đâu chứ? Ở đâu ra? Cái này thì là cái name thì dễ rồi nhá. Còn cái này nó là cái gì? Và quy định nó như thế nào? Nếu mà tôi muốn cái email này đã có nhưng mà không được dài hơn 255 ký tự, à không được dài hơn 190 ký tự thì sao? Đúng không? Giờ làm nào? Chúng ta lại mở cái tài liệu validate ra. Được chưa? Chúng ta nhìn ở trong này này. Nó có một cái đoạn là Available Validation Rule. Thấy không? Thấy cái này không? Thấy không? Kích vào. Đây, đây là Available Rule. Được chưa? Nhìn thấy cái Require không? Đây Require này. Bấm xuống. Là the field under validation must be present in the input data and not empty. Đúng chưa? Đó. Còn lại những cái khác các bạn tự đọc. Tôi chỉ hướng dẫn các bạn đến thế thôi. Là sử dụng cái rule. Nó viết như nào mình viết vậy. Ở đây trong trường hợp nếu mà tôi muốn cái xem trong này có cái email không nào. Email. Đây rồi. Tôi muốn cái field này phải là kiểu dạng email thì được mới được phép gửi lên, đúng không? Kích vào đây. Thì các bạn nhìn thấy đây là cái chữ email đúng không? Copy này. Vào đây, gạch đứng email. Xếp xuống. Xong chưa?
Ra ngoài này chúng ta sửa lại cái này. Type bằng text. Text. Name bằng email thôi. Type bằng text, name, email. Tất cả mọi thứ vẫn thế. Để tránh cho cái việc validate bằng HTML5 ấy. Đúng không? Chúng ta để là input type bằng text. Rồi test cái. Reload trang này. Cho tôi viết đây là kiện TH thì linh tinh cả. Login lên. The email must be valid email email address. Đúng không? Thì ở đây chúng ta có thể sửa lại câu lệnh của cái cách hiển thị của nó là email.email là vui lòng điền đúng định dạng email. Thích thì viết tiếng Việt vào đây, không ai cấm cả. Vui lòng điền đúng định dạng email. Đây là vui lòng điền email. Ví dụ thế. Xếp xuống. Và cái này nhớ phải có dấu phẩy nhá. Không là tèo đấy. Dấu phẩy đây này, bởi nó là nằm trong mảng mà. Nó nằm trong mảng mà, cho nên chúng ta phải có dấu phẩy đây. Xếp xuống. Ra ngoài này reload. Đây, vui lòng điền đúng định dạng email. Không phải cấm các bạn cả. Được chưa? Còn lại tất cả những cái loại validate khác các bạn tự check nhá. Ví dụ cho cái login này thì cần có email, có password là cần require, không được dài quá bao nhiêu ký tự chẳng hạn thế. Ví dụ như ở đây tôi thêm một cái nữa là password trỏ đến require thôi. Và tôi phẩy một cái đây là password.require trỏ đến vui lòng điền password. Vui lòng điền password mật khẩu. Ví dụ như vậy. Thổi dài. Kém. Văn xuống xử lý cho nó. Nhanh lên. Thằng này. Mày chống đối chính phủ à? Nhưng trong tuần sau các bạn có thể đi học một buổi tối nào ngoài chủ nhật không? Bởi vì chủ nhật tuần này tôi đi đám cưới ở quê, cho nên đếch biết bao giờ về được. Không khai đi. Không khai đi đám cưới Hải Dương. Ở đâu Hải Dương? Không biết luôn. Đây là quê ngoại nhà tôi thì tôi biết mỗi ở Hải Dương, tôi biết mỗi thành phố với lại biết Thanh Hà thôi. Nhưng còn tôi chẳng biết ở đâu. Đấy là em họ bên mẹ. Con của cậu. Mới có hai đời thôi. Tuần sau còn hôm nào được không? Thứ ba được này. Thứ tư được này. Thứ năm thì mình học rồi này. Thứ sáu này. 3, 4, 6. Thứ ba nhá. Xong rồi thứ tư lại thằng này đám cưới. Thứ năm đi Ngà với thằng Văn cưới. Ngà ra chưa? Thứ ba nhá, kệ thằng Hải. Thế nhá, hy sinh mình thằng này không việc gì cả. Tối mà. Tôi cũng đi dạy cả ngày thứ ba. Nhá, thứ ba nhá. Tuần sau. Không, còn có chục buổi nữa, cố gắng học đi mà đi làm. Lớn nhỏ gì. Nhanh lên, đứa nào học qua đi tôi để xem còn đứa nào được tôi nhấc đi. Đang thiếu nhân sự trầm trọng. Đấy chưa nhỉ? Đấy là cách chúng ta validate. Xong chưa? Sai trả về lỗi luôn là nhỉ?
thử nhá thì đã. Từ từ bạn từ từ đã, tôi chửi thằng kia đã. Mày nhìn thấy ở đây nó có cái gì đây? Ở Hải. Sao mày ăn sẵn mày quen rồi à? Mày như người rời ấy. Đây. Đây, sửa cái này thành password. Xong. Sao? Được chưa? Rồi, sao? Bạn ý kiến gì? Ừ. Đúng rồi, bạn xong nó trước mà. Ừ. Đúng rồi. Một trong những cái này, cái nào lỗi thì nó dừng lại cái đấy. Đúng rồi. Xong chưa? Rồi, bây giờ mới bắt đầu login này. Chắc chắn là pass qua những cái này thì lốc vào được trong này rồi đúng không? Được chưa? Bây giờ login này. À còn hai loại nữa thì chúng ta sẽ học sau nhé. Tạm thời các bạn cứ làm cho tôi cái require này. Bởi vì ấy, khi mà chúng ta xuất ra được một cái file, một cái lớp như thế này rồi, các bạn biết có lợi ích là gì không? Giống như việc chúng ta đã tạo ra hàng, chúng ta dùng đi dùng lại được nhiều lần. Hiểu chưa? Dùng đi dùng lại được nhiều lần. Đơn giản vậy thôi. Tiếp theo, chúng ta tiến hành là login. Thì để login được, chúng ta lại vào mở sách data có. Vào đây là auth. Được chưa? Auth thì các bạn vào, chọn gõ chữ auth ra. Xong vào phần authentication. Authentication. Ủa, cái này đúng ta? Hình như không đúng ta. Không đúng rồi các ông ơi. Chờ tôi tí. Không đúng rồi, xin lỗi. Đây, authentication HTTP basic. Đây. Có đúng nhỉ? Có vẻ đúng. Đúng không? Chính xác. Authentication HTTP basic. Được chưa? Bây giờ các bạn Ctrl F tìm cho tôi chữ attempt. Attempt mở ngoặc. Tí nữa tôi sẽ nói phần mở rộng sau. Attempt mở ngoặc. Thấy chưa? Có ra cái chỗ này không? Attempt. ATTEMPT. Đọc. Được chưa? Chúng ta sẽ sử dụng cái hàm này để login. Thì bây giờ chúng ta có này. Đầu tiên phải use cái này. Cái đoạn phía trên này. Copy vào. Use illuminate support packet auth. Copy vào. Vứt lên trên của cái hàm, của cái login controller. Illuminate support packet auth. Được chưa? Không chưa? Rồi, tiếp tục. If copy luôn cái đoạn này vào. Copy luôn cái đoạn này xuống. Sau đó vào trong cái hàm post login này. Paste vào đây. If auth attempt. Cái trường email. Đây các bạn để ý này. Cái này attempt theo cái kiểu gì? Đây là cái trường email trong cơ sở dữ liệu. Đây là cột nhá. Đây là tên cột này. Được chưa? Còn đây là dữ liệu này, dữ liệu người ta gửi từ form lên thì chúng ta phải lấy từ request trỏ đến email. Được chưa? Password bằng request. Tôi vừa viết linh tinh cái gì vậy? Request trỏ đến password. Được chưa nhỉ? Nếu cái hàm attempt này trả về true tức là login thành công, auth authenticate pass. Được chưa nhỉ? Thì chúng ta return redirect round. Ở đây là dashboard. Đưa về dashboard để login vào. Còn else return back with
chờ tí, return back là quay trở lại. Ở đây width, đúng không? Cho đến width, width. Đây là erod, ở đây là msg bằng login fail, đăng nhập sai mật khẩu hoặc tài khoản hoặc mật khẩu. Tao trong mày mình đần thối ra vậy hả? Dỗi à? Ngà ngáo vẫn buồn cười con này hôm trước. Thế nào đây đúng không? Ok, cảm ơn. Thử nhá, xếp xuống này, CP login này. Giờ tôi login fail. Tôi điền bậy một cái password vào đây. Login fail rồi đúng không? Nhưng mà nó không hiển thị ra lỗi đúng không? Thế bây giờ làm sao để hiển thị ra lỗi? Vào cái login này này. Giờ tôi để ở trên này. Tôi có một cái div. À đây, quên, xin lỗi. A cộng if. If. If này. Sẽ sử dụng gì? Iset cái biến msg thì hiển thị ra cái div. Trong cái div này có thể span, có thể span echo ra cái biến msg. Thế là xong. Và cái này sẽ có cái style. Cái này tôi viết bậy bạ đấy nhá, còn các bạn sau này các bạn phải làm CSS đàng hoàng chứ không có viết như này đâu. Background red, color white, ví dụ thế, chữ trắng nền đỏ. Cái vừa rồi gọi là cái flat session, được chưa? Kiểm tra nếu có biến msg thì hiển thị ra cái div này, còn nếu không có thì thôi. Được chưa? Test cái, viết bậy bạ vào đây. Tại submit lên. Ủa, không có gì ta? What the fuck? Ơ? Lỗi à? Chờ tí nhá. Flash. Flash. Flash data. Request flash. Chờ tôi chút để tôi xem cái flash session là cái gì. Flash session. À đây, 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 tôi nhầm. Xin lỗi các bạn, phải viết như này mới đúng. Viết như này. MSG, phải, sai mật khẩu tài khoản. Bỏ nó cái này đi. Từ từ đã nhá, để tôi test đã, nhìn đã. Không đúng luôn mà. À đây, session status, session, if session. If session msg thì hiển thị ra session msg như này. Thử đã nhá, tôi chưa chắc là tôi nhớ đúng đâu. À rồi, đây. Đây, return back with msg phải sai tài khoản mật khẩu. Sửa cái này đi đã, xong tí tôi giải thích cái này là cái gì.
Được chưa? Sau ra cái login blade này chúng ta if session msg. Trong trong này là session msg. Echo thay cái biến msg bằng session msg. Cái này tôi giải thích nhé. Được chưa? Để thích nhau ra chưa? Chưa. Xong rồi. Sao? Có bạn nào không ra không? Uống chưa thế nào? Hay lên. Hay chưa? Thank you.
Ok. Mày sẽ làm nó chưa? Được. Tôi giải thích cái flash, cái trò vừa rồi tôi làm nhé. Khi mà như bình thường là chúng ta truyền return ở trong controller ấy, chúng ta return ra một cái view. Một cái view thì chúng ta có thể là đóng ở ngoài cái này chọn width. Width ở trong này nó một cái mảng như này. Đúng không? Thì đây là truyền dữ liệu từ một cái từ hàng trong controller ra ngoài view thì chúng ta dùng cái này được. Nhưng nếu bây giờ mà chúng ta return một cái redirect redirect sang một cái round nào khác chẳng hạn, hay là đơn giản là return back. Biết return back là cái gì không? Trở lại cái request trước đấy. Được chưa? Trở lại cái request trước đấy. Đây chúng ta không sinh ra view, không sinh ra view đúng không? Mà sinh ra một cái đường dẫn khác. Được chưa? Thì ở bản thân ở trong cái màn hình, chúng ta không thể nào biết được ở trong cái màn hình nó trả là nó sẽ truyền dữ liệu gì ra ngoài. Đúng không? Mà chúng ta vẫn muốn truyền, đây là action 1 này. Mà cái hàng redirect hay cái hàng back này nó được xử lý ở action 2. Đúng chưa? Chúng ta muốn khi mà back rồi thì nó sẽ kèm một cái message từ action 1 để truyền sang action 2. Chúng ta làm nha. Laravel nó có một cái giải pháp tên là Flask Session. Flask Session. Session thì chúng ta hiểu rồi đúng không? Có người nhắc lại cái này không? Không nhắc lại đâu. Kể không các bạn mới làm nào. Là một cái biến thôi. Thì cái Flask Session này là gì? Flask. Flask là cái gì? Nghĩa là gì? Fast thì nghĩa là nhanh. Flask cái kiểu nhanh nhẹn. Thế chứ? Cũng có thể là nhanh. Thấy chưa? Rồi, làm gì ở rồi. Cái này này, cái flask session này các bạn cứ hiểu cái này. Flask session đó là một cái session tồn tại trong một request. Session tồn tại trong một request. Tức là từ cái request này nó đi đến sang đây, đấy là đã một request rồi, thằng này nó trả là cái gì? Thì đấy vẫn là thuộc một cái request. Sau đó cái thằng action 2 nó có thể trả ra một cái view. Có thể trả ra một cái view. Thì ở tại cái view do cái thằng action 2 này trả về ấy, nó được phép dùng cái session mà được trả ra từ cái được sử dụng cái session được tạo ra từ cái action 1. Được sử dụng cái session được tạo ra từ action 1. Thì cái đấy gọi là cái session flask session. Và sau cái action 2 này thì cái session cái flask session được tạo từ cái action 1 này biến mất, được giải phóng luôn. Được chưa nhỉ? Thì đấy người ta gọi là flask session. Còn cú pháp của chúng ta đã biết rồi. Ở đây cú pháp chúng ta đã biết rồi. Khi login thất bại thì tôi return redirect back, tức là trả lại cái trang trước khi nó gửi request vào đây. Yeah. Tạo ra một cái flask session tên là msg với cái giá trị cho cái flask đấy, session đấy tên là sai mật khẩu, à sai tài khoản mật khẩu. Xong rồi cái màn hình back này nó trả ra cái action login này đúng không? Thằng này nó chẳng trả ra cái gì cả, nó chỉ đơn giản hiển thị ra một cái view thôi. Thì trong cái view này chúng ta được phép sử dụng cái if session msg, tức là kiểm tra nếu tồn tại cái session nào tên là msg thì hiển thị ra cái đích và hiển thị ra nội dung của cái session msg kia, được chưa? Còn nếu không có session msg thì thôi, bỏ qua. Được chưa? Đấy là cái logic của cái flask session mà hiển thị ra cái logic khi mà đăng nhập thất bại. Thế còn bây giờ nếu đăng nhập thành công thì sao? Tôi đăng nhập thành công thử nhá. Tôi sẽ vào phần database, vào phần sheet, vào user table sheet đó, tôi sẽ viết vào đây là email hiện th3a32@gmail.com, pass là 1 2 3 4 5 6. Rồi pass 1 2 3 4 5 6, login này. Round dashboard not found đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta đã có cái gì rồi, nó đã chuyển sang một cái lỗi khác đúng không? Thì chúng ta sẽ vào trong cái round web này, admin chứ, xin lỗi các bạn. Đây tôi chưa đặt name cho nó, đặt route nào. Name dashboard. Đúng không? Reload trang.
sao lại về hôm ta? Chờ tí, comment cái này vào, cũng không phải luôn. CP login. Các bạn vào trong cái, nếu các bạn bị cái lỗi đấy nhá, mà chắc chắn là sẽ bị đấy, chúng ta sẽ vào provider, route service provider, không phải cái này rồi. Trong cái router nào nhỉ? Tôi nhớ là redirect. Chờ gì? Auth service provider. Không phải thằng này. Chờ tí để tôi nhớ lại đã. Chat này. Có một chỗ mà tôi quên bố nó ở chỗ nào. Chờ tí. Chỗ nào nhỉ? Redirect. Redirect. Đây 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 đây, cái hàm app http middleware redirect if authenticated. Được chưa? Vào đây. Nó sẽ có hàm là if auth get check return redirect home. Chúng ta comment cái này vào. Ở cái file là control p search redirect if authenticated.php thì chúng ta sẽ vào đây là comment cái đoạn return, cái đoạn này mấy nữa chúng ta sẽ dùng để chặn quyền người dùng bình thường thì không được phép vào đây, còn người dùng mà có được phép vào trong hệ thống ở phía quản trị ấy, thì mới được vào, thì chúng ta sẽ vào đây xếp xuống comment vào xếp xuống chạy đã. Login, nhầm CP login. Tôi login lại 1 2 3 4 5 6 login. Thấy chưa nhỉ? Trang dashboard. Thì đấy là cái chúng ta login thành công. Được chưa? Login thành công. Thế login thành công rồi sao? Sao đây? Sao? Không vào được cái gì? Để xem nào. Cái gì đây? Máy xem DB này có cái gì không? Cái DB trong project này đâu? Đây á? Cái này á? Cái WordPress mà. Đây. Đây. Cô mà thiện cái hát cơ mà cô ngáo à? Ô. Anh những người rồi. Thấy chưa? Làm sao? Đây, hát cơ mà bảo cơ này gọi đi. Xem. Còn đổi mật khẩu nhìn thấy cái này cũng chim quà luôn. Mật khẩu người ta phải mã hóa chứ. Mật khẩu là 1 2 3 4 5 6. Đó, không vào được này. Bác đổi luôn luôn cái này rồi. Thank you.
Tiếp tục. Sau khi login rồi vào trang dashboard rồi, chúng ta có quyền gì? Chúng ta coi này. Đã login rồi, chúng ta hoàn toàn có một cái session và có thể lấy được tất cả thông tin của user đã đăng nhập, đúng không? Ví dụ chúng ta thử như sau. Trong cái trang admin.php ở trong cái đoạn này, tôi hoàn toàn có thể lấy cái biến user bằng auth 2.2.user và tôi đi ra cái user đó này, thử cái nhá, đúng nhá, user này, attribute này, admin thiện th32 này, đúng nhá, muốn lấy ra id này, auth này, user này, tôi pet xuống đây auth 2 chấm nhầm xin lỗi user này cho đến id 1, đúng không? Được chưa? Thế bây giờ log out ra như nào? Tôi cả trả lại như này. Đấy là tôi chứng minh một cái điều là chúng ta có thể là tương tác được với thông tin của user đã login. Bây giờ tôi log out ra này. Log out chúng ta làm nào? Vào cái web.php ở dưới này. Chúng ta sẽ có route 2.2.get 2.2.any là tất cả nhận tất. Log out function trong này cho đến name logout. Trong này chúng ta làm rất dễ, auth 2.2. logout, nó mở ngoặc, sau đó return redirect về trang login. Được chưa? Rồi, xong, log out ra đi. Log out ra. Sửa cái này thành log out cái xong. Bây giờ các bạn vào lại admin đi xem có vào đúng không? Không được đúng không? Tức là đã log out ra ngoài rồi. Bây giờ chúng ta log in bằng tài khoản khác là author a@gmail.com, pass rất là 1 1 2 3 4 5 6. Log in vào. Vẫn vào trang dashboard được bình thường đúng không? Bây giờ chúng ta thử hiển thị ra đây xem là cái thông tin user là cái gì. Thì ở đây chúng ta thay cho cái việc return dashboard này thì chúng ta sẽ là auth 2.2.user trỏ đến name như này. Author. Giờ lại vào logout. Logout.
đăng nhập bằng thiện TH32, sai mật khẩu này, 123456 admin, đúng nhá. Đấy, login log out thành công, thế là được rồi. Trong trường hợp chúng ta thích login được cả bằng email, cả bằng username thì sao? Có chứ, đúng không? Trong trường hợp chúng ta vừa muốn login, được phép login bằng email, vừa được phép login bằng name, ví dụ trong hệ thống của bạn cái trường name nó là username, thì làm nào? Được không? Được chứ? Thì làm nào? Chúng ta đơn giản như sau. Đâu nhỉ? Cái login controller đâu nhỉ? Đây là login request. Đây là login controller. Sao? Đây. Đơn giản lắm. Copy cái này. Copy hết cái đoạn này. Copy này. Nó xuống dòng. Hoặc hot bằng bằng gì? Name và password. Bởi vì đằng nào cái field gửi dữ liệu lên vẫn là field email mà, đúng không? Chúng ta chỉ thay đổi cái cột thôi, đúng nhá. Bây giờ tôi log out rồi này. Log out. Đây là admin, đúng không? Admin này. Nhưng mà như này nó lại bị vi phạm cái lỗi là lỗi email, đúng không? Bỏ đi. Bỏ cái này đi. Đúng nhá. Đây là admin. Admin 123456. Xong chưa? Sau này các ông thích đăng nhập bằng cái gì thì các ông làm, hoặc vào đấy phát là xong. Đúng nhá. Để cho hệ thống có thể đăng nhập được bằng cả bằng username và password và email. Hả? Nếu cả hai cái này thì bỏ cái valid email đi. Là sao? Là sao? Không lỗi, lỗi sao được? Log out này. Email đúng không? Email sai gì? Rồi. Thiện TH321 nhá. Pass vẫn đúng này, 123456. Thì tèo chưa sao? Nó so sánh cái thông tin bạn nhập vào với hai trường là trường email và trường name, xem có cái nào đúng không? Còn password thì không đổi rồi, đúng không? Xong. Chưa hết nha. Các bạn xong đến đây chưa? Vẫn chưa hết đâu nhá. Còn cái nữa. Biết cái gì không? Các bạn có để ý khi mà login ở các trang ấy, nó có cái trò là cái remember me không? Đúng không? Remember đấy là remember trong vòng bao nhiêu ngày, đâu nhất các thứ việc hiểu đấy, đúng không? Thì ví dụ như ở cái trục của chúng ta ấy, thì đây tôi thử cho các bạn coi này. Tôi thiện cái TH32 123456 này. Login này. Xong chưa? Được chưa? Login rồi nhá. Bây giờ tôi thoát trình duyệt ra. Còn session không? Ở bên Linux của tôi nó sẽ là hết session. Localhost 8000 này. Rồi tôi lại vào lại trang admin. Vào được này. Từ từ. Không như bình thường là phải nó sẽ bị mất đấy, nó bị mất session đấy. False screen. Như bình thường là của tôi nó không tắt được. Có muốn tắt để clear session nên phải khởi động lại máy. Rồi, vào lại. Localhost 8000 sược admin. Con này. Tên này thì khó rồi. Hả, xóa gì? Ở đây, tôi sẽ chứng minh cho các bạn. Là hiện tại nó sẽ không có cái application này, cookie này. Không có cookie để login đúng không? Không có cookie để login. Bây giờ nhá, thử coi này. Chúng ta vào lại laravel.com sược là search là authentication session
auto right, authenticate basic này. Set remembering user. Đây. Chúng ta có thêm cái biến remember này. Thì chúng ta làm như sau. Ở đây ví dụ như chủ kiểu tôi để lại cái username và password kia thôi nhá. Rồi, như này. Ở trong này chúng ta sẽ nhận thêm một cái biến là request trỏ đến remember. Request trỏ đến remember, đơn giản như này thôi. Nó là two way phone là 0 hay 1. Vậy thôi. Chúng ta copy này. Copy này. Xuống dưới cái login blade kia, chúng ta sẽ duplicate thằng này lên. Duplicate lên. Ở đây chúng ta sẽ để là cái input type bằng checkbox. Checkbox name bằng remember, value bằng 1. Không có placeholder gì cả. Bỏ cái if này đi. Bởi vì thằng này nó có validate quái đâu. Chúng ta có cái thằng label ở phía sau. Label for type, ID của nó là remember. Đây là remember luôn. Thì chưa? Xếp xuống, xem đã. Tí nữa tôi đẩy code lên. Tôi log out. Log out này. Có remember rồi đúng không? Điền đúng password 123456 này. Tick remember. Các bạn sẽ nhìn thấy cái gì đây? Nó thêm ngay lập tức một cái session đúng không? À, một cái cookie đúng không? Được chưa? Đây là nó đã giúp chúng ta là login và tạo ra cookie để validate rồi. Bây giờ nếu tôi có khởi động lại máy, các bạn vào trang admin này thì nó cũng sẽ tự động login vào trong cho các bạn và không cần session trong vòng khoảng 30 ngày gì đấy. Ui ơi. Đến tận năm 2022 khoảng 5 năm. Được chưa? Nó vào đấy cho các bạn trong vòng 5 năm. Nó lưu ở dưới cookie này. Được chưa nhỉ? Đó, và các bạn sẽ để ý là ở trong cái bảng, trong cái 1706 đây, 1706 đây. Trong cái bảng user. Trong cái bảng user của chúng ta cho thằng admin này, các bạn nhìn thấy là một cái remember token. Thấy không? Remember token này. Nó sẽ dựa vào cái remember token này và cái remember token này nó sẽ vứt xuống dưới đây. Vứt xuống dưới đây. Nó mã hóa và nó vứt xuống dưới này. Để nó kiểm tra xem là chúng ta có cái session cho user để login không? À, cookie cho user để login hay không? Được chưa nhỉ? Còn nếu chúng ta log out ra thì sao? Các bạn xem nó có mất nhá. Log out. Mất chưa? Nếu mà chúng ta login bình thường 1, 2, 3, 4, 5, 6 login vào. Có session không? Có cookie không? Không có đúng không? Chúng ta log out ra. Bây giờ login bằng remember. Sai mật khẩu tài khoản 123456 remember vào ngay lập tức có luôn đúng không? Đây là nhớ vào cookie để lần sau chúng ta truy cập vào trang quản trị nó tự động đăng nhập bằng cái cookie của chúng ta vào trong đấy. Đơn giản là thêm cái remember này vào ở trong cái input checkbox và ở trong cái phần login controller chúng ta thêm cái phần là phẩy ở trong hàm auth nhá. Ở sau cái việc là check email và password thì chúng ta thêm một cái phẩy là request trỏ đến remember. Thế là xong. Tôi lười khởi động lại máy bởi vì nó sẽ bị mất cái việc quay phát của tôi, cho nên là lần sau tôi làm tôi up video các bạn tôi lại phải ghép hai video vào rất mất thời gian. Vâng, để mà đặt cho tôi biết tên cho cái thằng round nào là dashboard của bà. Admin. Đấy, cái thằng đầu tiên đi kìa, đặt cho tôi cái name rồi đấy. Dạ ôi. Name đặt ở đâu? Bà như người giỏi đấy. Đặt tên cho cái round như nào? Không biết gì đâu. Nghỉ cho lắm nào. Đây này. Trỏ đến name. Đấy. Làm được. Không biết gì. Mà biết cái dashboard này cho tôi. Thế xuống chạy. Được chưa?
cứ nghỉ như này là không theo kịp lớp, chắc chắn là không theo kịp lớp đâu. Thì cái này chưa từng đăng nhập lên mà rồi nhá, lên tết nữa đăng nhập rồi thì lên mở rồi thì yeah. Bây giờ các bạn check lại cho tôi cái phần login, log out này đi, xem có vấn đề gì không và có cái phần nào không hiểu không thì hỏi luôn để chúng ta giải quyết dứt điểm cái phần login, log out này đi. Không có Gmember. Gmember là cái gì vậy? Hả? Việt Nam hóa tiếng Anh à? Nói thế người Việt mới hiểu đúng không? Dịch đúng rồi. Tin thôi, nói nhiều. Xong chưa? Có ai thắc mắc gì không? Không. Các bạn bây giờ còn giữ cái admin ở TM. À quên nhầm. Cái Metronic. Có. Tôi gửi rồi đúng không? Dựng layout cho phần admin chưa? Chưa. Dựng đi. Chưa gửi á? Đừng chém. Tại sao bọn này có? Hôm nay thầy bảo thầy gửi em. À.
Mình hỏi thằng này xem là password là gì ạ. Ừ. Vậy sao lại vậy? Ờ, chờ tí. Chắc chắn là mình phải gửi rồi ấy nhỉ. Lại được cái thằng này ba phải. Massive. Chờ tí để tôi xem nó đợi để đâu đã. Chẳng nhớ để đâu nữa cơ. Ờ cái Mentronic ấy. Nha. Đấy. Bọn này chỉ lừa đảo thôi. Đây không có Mentronic nhá. Tôi quăng mất rồi. Gửi lại cho mọi người đi Quyền ơi. Đấy. Bố láo. Quá láo. Kim. Đây Mentronic. Đứa nào chưa có thì mang USB đây cóp cho. Có 164 MB thôi. Lươn khươn à. Đừng bảo tèo nha, không chơi đâu nha. Cái gì mà cốc cốc này trời. No. Đây à, cốc cốc đẹp. À không phải. Reject. Ăn tay tôi đây đúng không? Xem này có phim phò gì không? Nghi lắm. Sao về được? USB này của ông là kiểu gì ấy? Không được phép viết vào. Có được format không? Format được rồi. Tôi không format được. Ôi trời ơi. Cái này phải USB kiểu dạng không phát phát 32 nhá, format sang kiểu dạng phát 32 ấy thì mới dùng được. Tôi không format được, máy này không format được. Dạ. Cái này là cái Win mà. Không phải. Ông format lại nó sang phát 32. Thì thằng này mới dùng được, chứ NTFS không dùng được. Thế đây tôi thử như này qua xem có được không. Không share được rồi.
Đâu rồi? Mà nó có mà, tại sao đưa cho nó crop cho nó nhanh? Thế luôn. Còn thằng của kiểu của nào cái nó đưa cho nốt cho thằng này nó crop sang nó. À rồi, ok. Việc của các bạn sẽ như sau. Ngồi làm. Ví dụ như cái team Metronic này nhá. Các bạn vào cái team Metronic. Team này. V4 này. Chắc chắn giải nhá ra cái V4.1 đúng không? Vào team này. Vào template này. Vào admin 1 này. Admin 0 này. Các bạn tìm cái file là index. Index chữ i đâu nhỉ? Chữ i trước chữ p đúng không? Đây index 2 này. Bạn vào đấy. Được chưa? Các bạn dựng cái file index này lên cho tôi thành cái layout của phần quản trị cho trang dashboard. Giống như hôm trước làm cái massive ấy. Luôn và ngay, không chờ đợi gì nữa. Tự làm đi. Những cái việc dựng layout này là phải làm được rồi. Làm đi. Làm đi. Tôi làm cái này chắc mất 15 phút. Cho các bạn từ giờ đến cuối giờ. Được chưa? Dựng cái team admin index 1 không biết có không. Index 1 cũng được. Dựng cái này thành thành cái layout được không? Hả? Ờ, bỏ luôn vào cái layout. Cứ hiển thị được hết là được.